đi nhanh lên, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Khoan, chờ xíu. Ai khoan. À, mày đi thăm bạn mày hả? Thăm bạn gì, đi sở thú mà. Mày làm gì mày mặc đồ nổi chứ vậy? Mấy con bò ở trỏng nó khoái cái nón nổ lắm á. À, tao sợ là mấy đứa đó nó không có ấn tượng tao á. À, đó rồi xong rồi nè. Vậy giờ đi đâu? Dạ mình đi tham quan. À, tham quan hả? Ờ chứ đi đâu? Tao tưởng mày đi tham quan chứ. Tham gì? Đi tham quan. Đi, à. Đi thăm thú. Thăm thú mày. Chứ gì? Mày bạn với nó mày còn đi thăm nó nữa. Lâu ngày nó không gặp hả? Thì là đi tham quan. Chứ lẽ gì? Tham là gì? Tham là tham á, tham lam á. Còn là thăm quan nè. Đi thăm là tới gặp mặt xong rồi cái mình quan sát nó luôn đó. Thăm quan là tới thăm nó xong quan sát nó. Không đúng. Tham quan. Nói vậy lớn người ta cười cho. Tham quan mà. Tham gì mà tham mệt. Tham quan. Tao dẫn mày đi. Tao dẫn mày đi. Là đúng là tham quan. Tao sắp hết vui rồi. Tao không muốn đi nữa rồi. Tao bực mình rồi đó. Ê. Ủa. Mày tham quan với tham quan từ nào đúng ta? Trước hết, thăm quan. Thăm có nghĩa là đến nơi nào đó để bày tỏ sự quan tâm và hỏi han. Thí dụ, đi thăm người bệnh. Thăm còn có nghĩa là xem xét để biết tình hình. Thí dụ, thăm trường, lớp. Như vậy, từ thăm quan chỉ có thể hiểu là đi thăm viếng ông quan nào đó. Nếu phân tích từ thăm quan thì thăm là tiếng Nôm, còn quan là tiếng Hán Việt. Không thể ghép tiếng Nôm với tiếng Hán Việt vào nhau được. Thứ hai, tham quan, động từ, là từ gốc Hán. Tham có nghĩa là tham dự vào. Quan là quan sát, nhìn nhận. Do đó, tham quan nghĩa là đến tận nơi để quan sát, mở rộng hiểu biết và học hỏi kinh nghiệm. Thí dụ, chúng tôi tham quan văn miếu Quốc Tử Giám. Bởi vậy, từ tham quan mới là từ đúng. Các bạn lưu ý, từ tham quan là động từ, đồng âm mà khác nghĩa với từ tham quan là danh từ. Chỉ bọn quan lại tham nhũng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ thăm quan hay tham quan. Tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ chia sẻ hay chia sẻ. Mến chào, tạm biệt các bạn.